Xin chào tất cả các bạn ơi, mình sẽ tải trò bà Rini và mình sẽ cho các bạn xem mình cách chơi. Ây da, bình níu. Được rồi, dạ. Mình đang tải. Mình thử tạo ra chơi. Nè, không biết mình tải được không nữa, các bạn cũng chờ hơi lâu quá. Bây giờ thì từ từ các bạn hãy chờ. Wow, các bạn hãy coi phim với mình. Mình sẽ cho các bạn gặp trẻ bồ Slammy, họ chị họ của mình. Và các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Mình mới hãy đăng đợi. Có 2 kênh à. Hãy đợi là... mà mình sẽ cho các bạn gặp trẻ bồ Slammy của mình. Từ từ nha các bạn. Đây là chị của mình đây. Đây, từ từ mình sẽ có mình ở trỏng nữa các bạn. Mình chụp hơi xấu. Nếu mình không có quay mặt mình được, tại vì cái điện thoại của mình không quay mặt được, mình tải cái mod này về mình cho các bạn xem trò chơi mình đang chơi thôi. Từ từ mình sẽ cho các bạn xem thấy mặt của mình trong phim chị Bồ Slammy. Các bạn nhớ đăng ký và subscribe like nữa nha. Ơi, tám người đăng ký. Chơi trò này nè, tự nhiên á mình thấy trò kia hay quá, xong rồi mình mới tải, mình mới xóa trò này cho nên mình mới tải cái này lại. Bữa nào á mình sẽ quay cho các bạn xem thấy mặt của mình. Bây giờ mình sẽ vô game chơi. Mình sẽ chơi chế độ bả đi vắng. Mình sẽ chế độ bả đi vắng. Mình không muốn gặp bả đâu, mình chỉ muốn chơi chế độ bà không đi vắng mà thôi. Mình lấy nữa mình sẽ cho các bạn thấy cái con nhện của bả mình đã chọc. Các bạn nhìn tới đấy luôn. Mình nhìn cười nã có bảy quá. À, đồng hành.
thấy bao nhiêu lâu à? Cái nhà bá hơi ghê ấy các bạn. Mình không muốn gặp bá, mình chỉ muốn gặp con nhện của bạn mà thôi. Từ nha, điện thoại mình nhơn quá. Cái gì nó tự đẩy nhẹ. Cái gì? Lay hết hôm, hãy trốn ra khỏi nhà này đi. Mình cũng bị, mình cũng từ từ cũng biết thôi à. Chứ mình biết tiếng Anh đâu. Mình cũng hơi biết biết thôi chứ mình không có biết nhiều. Bữa nào mình sẽ tải Minecraft thực sự cho các bạn, các bạn xem, nếu không được thì thôi. Mình cũng rất tiếc. Mình cũng sẽ cái đầu quay giếng nè. Không có gì hết, mình sẽ cái đầu quay giếng. Các bạn ơi, cái trò này hơi lắc, mình sẽ không chơi được. Đây, mình sẽ đầu quay giếng. Đi lại đây. Mở giếng của bà. Bà để, bà để coi bà để gì dưới. Mình sẽ ăn cướp đồ của bà. Các bạn muốn mình thấy mặt của mình thì các bạn hãy đợi đi. Chừng nào mình có rảnh mình sẽ quay cho các bạn xem. Chủ nhật tuần này, chủ nhật ngày mai mình sẽ cho các bạn xem trẻ Apple Slammy và mình vô siêu thị chơi. Không biết là đi vô siêu thị người ta cho đem điện thoại theo không nữa. Mình thử đem thử nha. Không biết nữa, em của mình nó nói là em nó thấy cả quá trời người là thấy quay phim trong điện thoại á, ở lộn trên siêu thị á. Nếu biết bạn nào biết siêu thị nước teo với tay mát á mà thì nhớ gì ta, nhớ gì nhớ nói nha. Mình cũng không biết cái tờ nó nói gì sao. Các bạn ơi, các bạn hãy chờ tới ngày mai đi mà mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn ơi, nhà bạn ở đâu vậy? Mình hỏi chi, nhà các bạn cũng ở xa xa mới nè. Mình không biết, mình muốn tới chơi nhà bạn. Nếu các bạn muốn gặp mình thì hãy nhớ hỏi địa chỉ nhà mình nha. Quận Tân Phong, quận 7 nhé các bạn, hãy nhớ nha. Nhưng mà nếu các bạn ở xa thì mình cũng rất tiếc thì các bạn không được gặp mình. Nhưng mà ở cái chị của mình cũng có cái một cái chị muốn gặp chị mình ở bên, chị đó ở bên Úc lặng, ở bên Úc lặng cho nên nó chị đó không gặp chị tôi, chị đó là mình và chị mình. Mình muốn các bạn chơi với mình quá à. Kỳ ra là cái búa trên nóc nhà. Mình, các bạn ơi, tụi mình chơi trò này hơi giỏi nhé các bạn. Giỏi chị mình gì chơi bà không có ở nhà. Chị mình chơi giỏi lắm á. Chơi một ngày là thoát khỏi nhà liền rồi. Lần này mình làm biến quá không chơi được. Mình sẽ chơi khóa cái cửa này xong các bạn tắt video liền. Mình cũng mười mấy phút rồi đó các bạn ơi. 10 phút là mình nghỉ rồi đó các bạn. Thôi bây giờ thì mình cũng tạm biệt các bạn nha. Và goodbye. Bye bye. Mai mốt mình game cái. Chủ nhật mình sẽ chơi với các bạn. Rất điện thoại. Các bạn ơi, các bạn hãy để lại một like và một share cho chúng mình nha các bạn. Nếu các bạn coi xong thì coi phim khác cho chị mình nha các bạn. Mình mới đang có hai phim mà mình rất tiếc. Nếu các bạn muốn coi kênh, không muốn coi kênh mình nữa thì nhớ coi kênh của chị mình. Và đăng ký kênh chị mình hoặc mình của mình nữa. Chị của mình là kênh Apple Slammy. Mình sẽ quay dọn chị Nghi. Chị nha. Kênh của chị mình là Apple Slammy. Không, mình tên của mình là Ngọc Phúc Tạ. Thế bây giờ thì mình sẽ tạm biệt các bạn. Goodbye. Bye bye.